Không có một tình huống áp sát của cầu thủ áo vàng. Cơ hội vẫn đang diễn ra với Viettel, dứt điểm ngay. Một siêu phẩm đã được lập nên tại sân hàng đấy. Quá đẹp mắt. Một bầu không khí trầm lắng của huấn luyện viên Katisak và các thành viên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ dự bị của Hoàng Anh Gia Lai. Hãy cùng xem lại pha dứt điểm này. Một cú đá quá đẹp mắt của Dương Văn Hào, giữ bóng để vượt qua một cầu thủ hậu vệ và sau đó là một cú dứt điểm căng về góc xa khung thành. Một tình huống làm bàn xứng đáng được theo dõi lại rất nhiều lần.